Mời bạn nam. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào cô. Chào cô Cát Tường, chào chú Quyền Linh. Dạ, chào mọi người ạ. Em tên là Bùi Huyền Ngọc Ánh, năm nay em 25 tuổi. Hiện nay em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê của em thì ở Đồng Nai ạ. Em đây là nhân viên kinh doanh ạ. Lĩnh vực về gì em? Dạ, lĩnh vực y tế ạ. Bên mảng sale chỉ phẫu thuật, chỉ không may y tế ạ cô. Rồi, ok. Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia và còn thể khán giả có mặt trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Công Cuộc, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em hiện tại là nhân viên kinh doanh phát triển kênh phân phối của sản phẩm ngành nhựa ống nước anh. À, em có điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì em rất là kỹ tính, hòa đồng, hay giúp đỡ người khác. Điểm yếu của em thì em có cũng hơi số nhiều cái điểm yếu. Thứ nhất là hơi tự ti một chút xíu về cái bản thân của mình. Rồi ngủ hơi bị ngáy khi mà em có tiếp xúc khách vàng nhậu nhẹt một chút xíu bia rồi. Có nhậu nhẹt nhiều không? Dạ, em đi tiếp khách thì cũng có nhậu chị. Hút thuốc không cưng? Dạ không. Rồi, mời bạn gái. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Thì em cũng hòa đồng vui vẻ lắm ạ. Nói chung là ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, em yêu trẻ con. Khuyết điểm của em là em có trí nhớ rất là tệ. Về tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Nói về mối tình chính thức thì là một mối tình. Anh đó thì muốn cưới, muốn em ở nhà làm nội trợ. Em thì không có đồng ý. Nói chung là tình yêu cũng chưa đủ lớn, chưa thuyết phục được ảnh. Ảnh không có tự tin để em đi ra ngoài làm việc hay là tại vì ảnh gia trưởng muốn em ở nhà? Anh gia trưởng. Anh bên kia có gia trưởng không ạ? Mình không có gia trưởng vậy. Dạ. Rồi bạn trai, em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nếu mà nói về mối tình chính thức thì thật sự em chưa có mối tình nào gọi là chính thức. Và bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cao từ 1m55 trở lên, tướng người hơi tròn, hơi vừa. Cái mẫu người của em giống như là ca sĩ Minh Hằng vậy anh. Minh Hằng. nó vừa mà gọi là nó tròn. Dạ đúng rồi, có da, dạ, có thịt anh. Đúc ơi, miếp chút đúng không? Dạ anh ơi. Dạ anh nghe. Em cao có 1m50 mà em nặng tới 62kg, lần hơi nọng xíu được không anh? Tới nó dễ ôm, nó ấm hơn cái gì chứ. Có điều gì không thích ở người bạn gái không? Em không thích bạn gái là hay hút thuốc hay là nhậu nhẹt la cà. Em không có nhậu nha anh. Nhậu nhẹt la cà. Dạ. Em nhậu tại chỗ chứ em không có la cà. Dạ. Em lâu thỉnh thoảng có uống một chút xíu với bạn thôi chứ không có đó, không có uống mà đến nỗi mà say xỉm không kiểm soát được, mình về hai đứa mình nhậu nhau cũng được, không có gì hết. Có la cà không? Dạ không. Trời, bạn gái dễ thương quá trời luôn, này có nhậu la cà cũng không sao em ơi. Dạ, hôm nay lấy chồng được chưa? Thời gian không phải vấn đề, vấn đề là đúng người thôi. Chờ người thế ha. Dạ. Em ghét tật xấu duy nhất của người đàn ông? Em nghĩ là hút thuốc á, như là bị viêm cánh á. Anh không hút thuốc em ơi. Không có bị viêm cánh không? Không luôn, cái đó anh cũng không có. Em hình như bản lĩnh lắm á. Từ năm 18 tuổi thì em đã tự đi làm, tự kiếm tiền, đóng học phí, tự lo mọi chi phí sinh hoạt. Mẹ chỉ giúp em cái học phí của học kỳ đầu tiên với lại 2 tháng tiền ăn. Quá giỏi, rất là bản lĩnh đó. Đàn gái là hơi bị dữ đàn trai. Để tôi qua coi. Chào em. Sau này anh, em định lập nghiệp ở đâu? Dạ, hiện tại thì em đang còn lập nghiệp ở Sài Gòn và có dự định là sau này về quê em ở Sóc Trăng. Không có ý định là mình lập nghiệp ở Sài Gòn luôn hả em? Nếu được thì em cũng lập nghiệp ở đây, nhưng mà nếu mà sau này về lớn tuổi hơn một xíu nữa thì có nên, về già đó, dưỡng dạ, già đó mới là về quê. Dạ. Em có nghĩ là lý do tại sao mà em bị gọi là ế không? Thứ nhất là cái giọng nói, và thứ hai của em là cái tướng đi. Em có một cái tướng đi giống mẹ. Mọi người ở dưới quê hay nói em là mày có cái mông to giống mẹ mày. Cái mông to? Dạ, nên là tướng đi mày giống như con gái vậy. Đứng xoay cái mông coi. Ủa, cũng đâu có to gì, bình thường mà, cân đối mà. Hơi diêu diêu chút thôi. Dạ. Nãy em nói em ăn nhiều lắm hả? Dạ. Nhiều là nhiều cỡ nào? Hồi thời sinh viên của em có một cái vui được gọi là thánh ăn vặt. Em có thể ăn một lúc là vịt lộn, cút lộn, bắp xào, hủ tiếu. Tụi bạn đi chung với nhau mà. Dạo rồi xong rồi có thể đi vô siêu thị, nhà sách. Xong lại em lại tiếp tục em đói và mua, có thể là mua bánh mì. Cẩn thận nha, chứ mà mông nó đã diêu rồi mà bụng nó bự ra nữa là kỳ lắm á. Dạ, em đang ở cái ngưỡng bụng hơi bự nên em đói. Rồi ok, thôi thấy thì cũng được. Em trai đi với ai? Dạ em đi với em gái. Dạ em xin chào chú Quyền Linh, cô Cát Tường và quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chào con. Theo con thấy là
chị bên đây rất là dễ thương. Anh cột của con là có điều là anh hơi tự ti về bản thân ảnh, nhưng về việc nhà cửa bếp núc ảnh rất là chu đáo, và đặc biệt là ảnh nấu ăn rất là ngon. Hy vọng là anh chị có thể cho mình một cơ hội để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Rồi, dạ, cảm ơn con nhiều. Rồi, thế em hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với lại mẹ, với em gái ruột, với lại vài người bạn thân của em ạ. Chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường. Dạ. Chào khán giả trường quay. Dạ. Thấy cũng có nhiều điểm giống lắm. Dạ. Thì ăn thua tùy duyên hai đứa à. Dạ. Rồi, mở ra hai bên gặp mặt. Có bó hoa của em gái là tặng cho em. Dạ, có hẹn không mà mặc áo cặp vậy ta? Em gửi tặng anh. Wow, cảm ơn. Hai đứa cũng cao dễ sợ luôn chứ. Cao ghê luôn á. Bạn gái bên kia người chắc quá hả? Dạ. Em có tập võ, tập gì? Dạ con hả? Con thích thể thao lắm chú. Tí nữa con sẽ biểu diễn chút xíu nha. Mọi người coi. Biểu diễn luôn đi, biểu diễn luôn đi. Biểu diễn luôn đi em. Sợ chưa? Sợ chưa? Quá dữ. Né thì không né là xong rồi đó. Không, em không bao giờ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề đâu anh. Có gì thì mình ngồi xuống nói chuyện với nhau. Đúng rồi, anh cũng thích ngồi xuống để nói chuyện hơn. Cảnh thấy em rất là tự tin và nhìn xinh, ok. anh hiền quá, anh nhát quá. Cái đó thì đúng rồi. Đó giờ anh chưa quen ai luôn á hả? Thì nãy anh cũng có chia sẻ, đúng là thiệt là như vậy. Tại vì cũng hơi tự ti một chút xíu mà bị nhát một xíu. Rồi bây giờ đứng lên nè, đứng lên đi tới đi lui cho cổ kiểm tra cái tướng đi á. Đứng đi lên đi xuống, đi lên xuống, mặt cổ 5 lần 6 vòng cho cổ thấy đi. Kiểm tra đó. Anh đi. Cứ bình thường đi không sao đúng đâu. Đúng rồi, đi nghiêng nghiêng cái mông về phía bên kia. Đúng rồi, đúng rồi. Lắc mông mạnh lên, đi ngược lại. Lắc mông nhảnh nhảnh lên coi. Đó. Thấy không, đâu có mông, có nhảnh gì đâu. Em không dám dảnh luôn anh. Rồi dảnh đi, dảnh thoải mái đi. Cứ dảnh thoải mái đi. Thôi dịnh. Không đi giống đi chợ ghê. Đúng thiệt, giống mẹ đang đi chợ. Thôi, em cảm giác người con gái trước thế nào? Hồi nãy khi em trước lúc nói chuyện là em có một cái ấn tượng rồi. Thì mở cái màn ra thì có ấn tượng nó đúng như cái suy nghĩ của em. Là một cô gái rất là hiện đại, rất là nhiệt tình và nhiệt huyết trong công việc. Đưa bạn gái đi chơi thì sao? Dạ thì hiện tại mà em đang ở đâu ạ? À, em đang ở quận 8. À, anh sao? Anh ở quận 7, gần. À, gần nhau á. Dạ, em ở Nguyễn Văn Linh với Nguyễn Thị Thập anh. Trời ơi, sát bên anh luôn. Quận 8 đoạn nào? Dạ, Âu Dương Lân ạ. Trời ơi, sát luôn. Cái đường đó anh biết. Qua Phạm Hùng quẹo rẹt cái tới ha. Dạ. Rồi, vậy là khỏe ra đó. Gần đó gần chợ Gạch Ông, nhiều bạn đồ ăn lắm anh. Bạn gái có muốn hỏi gì bạn trai nữa không? Dạ không ạ. Hát bài chinh phục trái tim bạn gái coi. Dạ, thì em chỉ nhớ một đoạn thôi. Này người anh yêu ơi, oh, oh, oh. Em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên. Người anh yêu ơi, em có nghe trong tim. Không sao đâu, không sao đâu. Người anh yêu ơi, oh, oh, oh. Em có chăng em ơi, I love you, oh, oh, I love you. Hay á. Hay á, được đó. Cái vụ mà hô hô hô. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với nó nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Ủa,
Có bấm không? Bấm rồi. Bấm mấy lần? Dạ hai lần. À được. Chúc mừng em trai nha. Rồi hai người nắm tay vô. Xin phép mẹ. Cô cho phép con tiếp tục được dẫn dắt em theo tiếp tục con đường mà hai đứa lựa chọn ở đây. Cảm ơn cô. Không. Dạ. Theo yêu cầu thì con xin phép. Gì yêu cầu, ai yêu cầu? Mấy người hôn mấy người sướng chứ ai sướng không mấy người theo yêu cầu. Xin phép cô cho con được hôn em một cái. Bạn đến một cái gì mà em ráng mình là một người tốt
giờ không biết lý do nhưng mà có lên gặp bạn không? Em có lên nhưng mà bạn ấy trốn á. Bạn ấy muốn gặp á, rồi nhắn tin thì bạn nói là chuyện chia tay không lý do luôn. Em không biết tại sao, em rất buồn. Em cũng lên chỉ biết khóc thôi. Rồi em hụt hẫng á, vừa công việc vừa không được làm được, vừa chia tay bạn gái á, em rớt vào cái tình trạng thất vọng á. Như là, sau không? Sau bỏ bê người khác xong rồi mình muốn lấy lại, chuộc lỗi lại là mình lại đặt trên một cái người khác nhưng mà không được bị giọng đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Gieo chi? Rồi gặp nè. Thấy chứ hả? Coi như không có duyên đi em. Với lại... Em đã cố đi kéo. Mình đưa video xem. Nói chung là chị nói rồi, coi như không có duyên đi. Hoặc là ví dụ duyên tới đó thì hai bạn không có... Bạn có thể nha, chị nói thì khiến em bây giờ không biết có buồn nữa hay không. Nhưng mà chị nói thật, ví dụ như bạn gái lúc đó là có người quan tâm ở dưới Bình Dương thì kia thì sao? Đúng không? Thì mong là bạn hạnh phúc đi. Chứ mà bây giờ em cứ buồn sao không có vấn đề. Em hơi bị hận mình. Sao hận mình? Mình tự nhiên mình chuyển về nhà mình làm thì chắc là sao em cũng không tiếc là... Thì chị nói đây rồi, là cho suy nghĩ là không có duyên nữa đi. Đến hiện tại có hận không? Bây giờ thì bình thường rồi, bây giờ mà lúc đó là hận. Giận bạn nhiều lắm. Nhưng mà sau khoảng 6 tháng vẫn chưa quên được. 6 tháng rồi vẫn chưa quên được. Đã mấy năm trời là còn chưa quen được nữa rồi. Ông mới có 6 tháng rồi quên. Chỉ là 6 tháng trời đúng không? Giống như là mới ngày hôm qua vậy. Giống như ngày hôm qua vậy. Giống như vậy. Em là ngày nào cũng nhắn tin gọi điện, ngày ngày cũng gọi đến lúc mà em thấy chắc là không được nữa. Em cảm thấy như vậy. Thì thôi em không biết cũng có nên nói. Rồi, chia tay bạn nó tới nay là làm bao nhiêu mấy tháng hả? Từ tháng 9 năm ngoái. Từ tháng 9 năm ngoái. Cũng là một năm. Chưa tới 50. Gần 1 năm. Cho là gần 1 năm. 9 tháng trời, rồi có quen ai không? Không, em bất tận chờ mà. Rồi giờ có đợi đó không? Đợi lên đây làm chi? Chứ khổ quá. Bây giờ là em quyết định sẽ không đợi nữa. Quyết định hồi nào không đợi nữa? Chắc cũng từ 2 tháng trước. 2 tháng trước là quyết định không đợi nữa. Rồi ok, quyết tâm nha. Quyết tâm mình không dạy bò bản thân mình nữa. Rồi. Cho chị biết ưu điểm nhược điểm của em với lại mẫu người yêu của em mong muốn là gì? Ưu điểm của em là sẽ sáng tạo. Sáng tạo gì? Em thường sáng tạo mấy cái máy móc của mẹ. Em hay nhiều khi thất bại ấy, nhưng mà em vẫn luôn cố gắng em làm cho ra được. Nhưng đến lúc mà vẫn không làm được thì bỏ. Rồi gì nữa? Thích chơi thể thao. Chơi bóng chuyền. Chơi bia. Rồi gì nữa không? Biết thích hát và nấu ăn. Rồi hát một xíu đi em. Hát thì em hay quên lời, em bấm lại. Ok. Em hát bài Ngày Hạnh Phúc. Ok, rồi hát một khúc cho chị thôi, chứ không hát phần khác nhiều đi. Rồi mời em. Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em cười. Mỗi lúc bên người, yêu thương như gió với mây. Từng lời nói, từng yêu mãi, yêu biết bất tận. Thật đẹp biết bao, dẫu yêu mong làm sao. Tình yêu đã đến, đánh thức con tim ngủ mê. Bao ngày thật bối rối, mỗi khi em yêu hờn dỗi. Và ngày em đến, xua tan màn đêm bận rất ưu phiền. Rồi, cảm ơn Thanh. Về nhược điểm của em thì như thế nào Thanh? Em thì rất là dễ nóng nhưng mà rất là dễ nguội. Nóng trong trường hợp nào? Nóng trong trường hợp là em làm không được thì em hay giận mặt với mình. Mình hay giậm chân giậm tay. Giậm chân giậm tay nhưng mà nóng đúng lúc rồi. Nhưng mà em biết kiểm chế bản thân mình. Có cái nào đánh người chưa? Có nào đập đồ chưa? Cũng muốn đánh lắm nhưng mà em thì cứ vậy. Em
kiểu là nhá, nhưng mà em biết cái điều gì trên là bản thân của mình được. Em là không có nguồn khổ lắm. Rồi mẫu người yêu của em sao? Mẫu người yêu là tóc dài, tóc một chút. Ok. Da trắng một chút. Vừa vừa được không? Vừa được. Dạ, thôi chờ con xíu con đang. Dạ đúng rồi, để có con đang bận xíu có gì con gọi lại cho chú nha. Dạ dạ, cảm ơn ạ. Rồi. Dạ, trắng một chút. Ừ, mũi rồi. Cao chút, lông mày hơi lợn một chút. Mũi cao. Dạ, lông mày hơi lợn một chút, cười duyên một tí. Ông lông mày đậm rồi, ông còn đòi người ta đậm nữa. Cao khoảng 1m55 đến 1m65 là được. Ừ, rồi. Thích Ngọc Trinh với Sam hả? Dạ. Ốm ốm vậy hả? Dạ đúng rồi. Ừ. Cực kỳ thích Ngọc Trinh. Mấy bạn đó thấy không? Hay đại gia không không? Tuổi tác thì sao? Tuổi tác thì từ 18 đến 26 rồi. Dự định khi nào em lấy... Em tìm hiểu sang khoảng 6 tháng 1 năm thì em lấy là thử. Ừ, 6 tháng 1 năm là ok đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì... chưa được đặt tên. Sổ được bản tên không bên không thì rồi em có thu nhập hiện tại của em bao nhiêu tháng hả? Hiện tại em là 40 triệu. Em có nhà riêng hay gì cho nó chưa? Em có một sự riêng mà chưa phải đến em đi thuê thôi. Nhà em hiện tại cũng nhà ở trước. Nhà vẫn là tại nhà em là một con trai. Em là trai một nhà hả? Trai một có hai đứa gái. Rồi có vườn tược gì không? Rồi có, ra rồi có vườn cây lan cả. Ừ. À, có lan cả chuồng trại. Ừ. Dạ. Là ba mẹ đang làm cái ba mẹ thì chăn nuôi thôi. Ừ. Còn em thì đi kinh doanh. Nhưng mà mốt sau này em nghĩ là em về nhà em ở chung với ba mẹ cho bạn làm dâu hay chơi hay là về nhà đi. Nếu mà ở em thì mình sẽ lên xuống mình làm ở. Còn ở lan em thì đi lại. Làm lương tháng cao, em thu nhập cao như vậy thì em có mua đất đai gì cho Bình Phước chưa? Đất đai, tôi cao quá. Dạo này cao nhưng mà lúc trước chưa mua nữa hả? Lúc trước em mới về năm nay, năm ngoái mà. Em mới làm việc, em cứ làm nhiều nơi ở trên xe trèo này. Về đất nông rồi mua đi, để dành đó. Sao quá hả? Đi sao rồi? Thôi cố gắng ha. Nhà có đất đai gì không? Nhà đất ạ. Vậy gì nhà xây mới nổi. Nhà hơi dốc ạ. Dạ tao sao ăn cá ở sự dừng dưới đồ ạ. Còn em cũng trên trên đồ ạ. Thì nó có đất. Có đất nói chung là hai cái nhà. Vậy dạ. Thôi vậy cũng được rồi. Rồi cảm ơn Thanh. Ok rồi. Về nhà làm giấy tờ đi ha. Có gì thì giờ chương trình